Đây chắc có. Ở đây có cái hang nè. Không có. Có hang ta. Cái hang. Giờ con cá không? Đã lắm nha, hơi mát nha. Kìa kìa, ốc kìa. Nước thì trong đã quá. Ôi đã quá, đã quá. Mát đã luôn. Đã quá à. Con à. Đây. Có gì đây ba? Đứng dưới rồi đó. Đây rồi. Có con côn gì ta? Không. Thường thường sẽ có đây sẽ có cá nhưng mà không biết có không, đây nước lớn rồi. Thường trong hang này sẽ có cá nè hoặc là cua nhưng mà mày chắc không có quá, thấy nó trời nước lớn lên nè. Dạ không có. Đau đau phải không? Bò ra rồi. Chưa có kiếm được. Cóp nè. Nước mát quá. Quậy lên là không hát đâu hết.
xíu à. Hả? Cá. Có không ta? Sống rồi. Như có nè. Lẹ quá. Ốc này ít nha. Hôm qua chắc mọi người bò hết nhiều đúng rồi. Ốc này ít quá à, nhỏ nhỏ không à. Lẻ thiệt, nước lớn khó bắt quá. Rồi, ăn gan đi. Dạ. Đây nè, có hang. Đi có cái hang này á. Móc vô. À, ây da. Hay chưa. Ây da. Wow. Mày.
rồi. Chụp được con mất rồi. Ôi, tiếc thật nha. Đâu ta mất rồi. Mất rồi. Nước đục quá không thấy nữa. Mất. Mày. Đâu. Không được. Mấy cái mạnh ta. Lẹ thì với nước rồi chơi không lại cá. Không có ấp luôn. Trời ơi, hấp dây không nè. Má này không có mít dễ hơn. Đây đi. Đây đúng rồi. Ở đây có cái hang nè. Ai đâu á? Hang ở đây nhiều lắm nè, nước nó lên xong rồi nó xuống nó dưới cá này nè. Chỉ mò là cái thôi. Ê. Nè khúc này cạn nè. Đâu á? Ui da, tao quá. Nằm trong đây rồi nè. Ý da, mày. Ý da, không. Mày. Ui, đào tay. Đây, qua đây. Qua đây. Đến đi. Hai câu ui quá trời. Từ từ sao còn không, sao còn không ta, ốc cũng còn nhiều quá ta, bên đây còn ốc không, đây có ốc nè, đây có ốc nè. Ui bự nè. Ôi nè, ốc bự nè, bán nè. Okay.
sao? Ý dạ. Bò ra rồi. Xuống đâu á? Đi ok. Ở đèn thường là sẽ có cá nè mọi người. Ồ. Dạ. Này. Mày. Dạ. Ê. Chụp đây. Đâu rồi? Dạ. Từ từ nha. Mày. Lên đây. Ui. Ui. Đau quá. Đau quá, chụp rồi. Có ốc nè. Ủa, bự chưa? Dạ.